peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Can I see you? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Vũ Audio. Và lại là mình đây. Ở trong video này thì mình sẽ mang tới các bạn hai chiếc loa, chính xác hơn là mình sẽ mang tới các bạn một cái video so sánh chi tiết về hai chiếc loa Bluetooth đến từ hai ông lớn. Đầu tiên phía bên phải mình đây là chiếc loa Sony SRS-XB01, một chiếc loa Bluetooth gọi là rẻ nhất đến từ nhà Sony. Còn phía bên trái mình đây là chiếc loa Bluetooth đến từ nhà LG với tên gọi là LG Xboom Go PN1. Và riêng với chiếc loa này thì lần trước mình đã có một cái video mở hộp cũng như là đánh giá chi tiết về em nó rồi. Và cái thời điểm mà chiếc loa LG Xboom Go PN1 này ra mắt thì đã có rất nhiều bạn comment cũng như là hỏi mình rằng đấy là giữa hai cái chiếc loa này thì chúng ta nên lựa chọn chiếc loa nào. Thì ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nhá. Và trước khi bắt đầu video thì nếu như bạn đang muốn tìm cho mình những chiếc loa Bluetooth cũng như là muốn nhận được nhiều chính sách ưu đãi thì đừng quên là truy cập ngay vào tainghe.com.vn. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về phần thiết kế đi. Về phần thiết kế thì mình có thể nói rằng cả hai chiếc loa này thì đều có thiết kế rất là nhỏ nhắn, gọn gàng. Các bạn có thể nhét nó vào trong ba lô, móc vào trong ba lô rất là dễ dàng nhá. Đối với chiếc loa LG Xboom Go PN1 này thì chúng ta sẽ có một cái phần móc đeo như thế này. Đấy, để các bạn có thể móc vào ba lô, móc vào bất kỳ một khu vực nào khác ở trên người mình. Ok. Còn lại đối với chiếc loa Sony SRS-XB01 thì đây, mặt trên này chúng ta sẽ có một cái phần gọi là lỗ như này để các bạn có thể luồn qua những cái phần dây để buộc nó vào trong ba lô rất là dễ dàng luôn. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, đấy là thiết kế của hai chiếc loa này thì nó sẽ hướng tới cái tính di động rất là cao. Và nếu như bạn đang tìm cho mình một chiếc loa để du lịch chẳng hạn, yêu cầu cái sự nhỏ gọn thì cả hai chiếc loa này thì nó sẽ đều phù hợp với bạn nhé. Nhưng mà riêng đối với chiếc loa đấy là đến từ nhà LG thì chúng ta sẽ có thiết kế nó sẽ kiểu hiện đại hơn một chút. Còn lại về những phần nút bấm thì ở trên cả hai mẫu loa này thì chúng ta đều được trang bị những cái nút bấm được làm bằng cao su, rất là thân thiện với cái da tay của người dùng và mình chỉ cần dùng cái lực rất là nhẹ thôi đây. Và không biết là các bạn thấy như thế nào, nhưng mà riêng về bản thân mình nhá thì mình lại thấy thích cái nút bấm ở trên cái chiếc LG này hơn, tại vì chúng ta sẽ có một cái nút bấm gọi là nút bấm pairing Bluetooth được đặt riêng ra ngoài, không còn là kiểu tích hợp giống như là trên Sony nữa. Cũng như là trên chiếc loa này thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm nhanh, đấy là kích hoạt trợ lý ảo Siri đây, thông qua một cái mic được đặt ở phía trên này. Còn về những phần cổng kết nối này, cổng sạc thì ở trên cả hai mẫu loa này thì chúng đều sử dụng chung một cái cơ chế là những cái phần gọi là nắp đậy cao su như này, không là kiểu lộ thiên ra ngoài đâu. Đấy, và chính vì thế là các bạn sử dụng ấy, các bạn nên nhớ là đậy chặt cái nút này lại khi mà các bạn mang cả hai chiếc loa này xuống bể bơi nhá. Thì đây, ở trên đối với chiếc loa đến từ nhà LG thì chúng ta sẽ có một cái nút reset này, một cái cổng sạc đấy là USB Type-C và một cổng AUX input 3.5. Còn chuyển sang chiếc XB01 này thì chúng ta cũng có một cái phần nắp đậy bằng cao su rất là chắc chắn như thế này. Đây, chúng ta trong này sẽ có một cái cổng input AUX 3.5, một cái lỗ reset và một cổng micro USB để sạc. Và khi mình nói tới đây thì chắc hẳn một số bạn là fan của Sony chẳng hạn thì các bạn sẽ hỏi mình rằng đấy là với cổng sạc micro USB này ở trên cái chiếc loa này thì nó có thực sự là quá yếu không. Thì theo như bản thân của mình thì mình thấy rằng cái sự bất tiện của cổng sạc micro USB này, đấy là chúng ta mỗi lần đi du lịch mang cái chiếc loa này đi ra ngoài thì chúng ta phải cần mang thêm, đấy là lỉnh kỉnh một cái sợi cáp sạc là micro USB, không sử dụng được luôn cái cổng sạc đấy là USB Type-C ở trên điện thoại của mình. Đấy là cái điểm bất tiện mà thôi. Còn về cái phần tốc độ sạc ở trên hai cái chiếc loa này thì đây đều là cả hai chiếc loa có một cái kích thước rất là nhỏ gọn, nên là cái dung lượng pin bên trong của nó thì rất là nhỏ gọn, nên là cái thời gian sạc của nó thì nó hoàn toàn rất là ngắn nhá. Các bạn không cần phải lo quá lo đấy là cổng sạc micro USB thì nó kiểu nó sạc chậm hơn một chút đâu. Còn tiếp theo thì mình sẽ tiến hành so sánh về phần công nghệ, về phần tính năng được trang bị ở trên cả hai mẫu loa này. Đầu tiên là về chuẩn kết nối không dây thì với lợi thế là một cái chiếc loa vừa mới cho ra mắt nên là LG Xboom Go PN1 nó sẽ được trang bị chuẩn kết nối không dây mới hơn, đấy là Bluetooth version 5.0. Còn Sony XB01 thì chỉ là Bluetooth version 4.2 mà thôi. Tại vì mình thấy rằng là chuẩn kết nối không dây ở trên chiếc Sony XB01 với chuẩn Bluetooth version 4.2 thì đã được Sony họ tối ưu rất là tốt, thì cả hai mẫu loa này thì nó đều mang lại cho mình một cái kết nối không dây rất là mượt mà, ổn định khi mà mình sử dụng cả hai mẫu loa này để nghe nhạc hay là xem phim chẳng hạn. Tuy nhiên thì nếu như để lựa chọn một cái chiếc loa để gắn bó lâu dài thì mình vẫn chọn cái chiếc loa đến từ nhà LG hơn, tại vì với chuẩn kết nối không dây Bluetooth version 5.0 thì tất nhiên là mình sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn những thiết bị sau này, phải không nào. Còn để so sánh về thời lượng pin thì với chiếc loa Sony XB01 thì chúng ta sẽ có thời lượng pin lên tới là 6 giờ, còn đối với chiếc loa Xboom Go PN1 sẽ có thời lượng pin lên tới là 5 giờ. Và như vậy thì có nghĩa rằng là thời lượng pin ở trên cả hai mẫu loa này thì nó kiểu không chênh nhau quá nhiều. Còn lại về chuẩn chống nước thì ở trên cả hai mẫu loa này thì đều được trang bị chuẩn chống nước là IPX5. Với chuẩn chống
nước là IPX 5 thì các bạn lưu ý cho mình một điều nhé, đấy là chuẩn chống nước IPX 5 thì nó sẽ chỉ chống được những cái tia nước của áp suất thấp mà thôi, ở trong vòng khoảng tầm đấy là 3 phút. Nghe thì có vẻ là kiểu hơi bén lẽ khi mà chúng ta sử dụng phải không nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là với chuẩn chống nước IPX 5 này thì các bạn hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng cái chiếc loa này, mang nó đi du lịch, đi picnic chẳng hạn mà không phải lo hiện tượng là mưa ướt có thể gây hỏng hóc những cái chiếc loa chúng ta. Còn để so sánh về phần chất âm, đầu tiên sẽ là về phần công suất nhé, thì ở trên cả hai mẫu loa này thì nó đều có một công suất chung đấy là 3W, một con số mà mình nghĩ rằng nó hoàn toàn chỉ có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản mà thôi. Còn để nói về phần công nghệ âm thanh bên trong thì đầu tiên là với chiếc loa đến từ nhà Sony này thì chúng ta sẽ được trang bị một công nghệ âm thanh đấy là Sony XBass, một cái huyền thoại đến từ nhà Sony vào nào, chúng ta sẽ có một cái phần giải bass rất là đậm đà, tràn đầy năng lượng. Còn chuyển sang chiếc LG Xboom Go P1 này thì sẽ có một điểm mà mình nghĩ rằng các bạn nên lưu ý nhé, và có thể nói rằng nó sẽ vượt trội ưu thế hơn so với chiếc loa đến từ nhà Sony, đấy là khả năng ghép nối hai loa. Tính năng kết nối hai loa thì nó một cách dễ hiểu hơn, đấy là nếu như các bạn sử dụng đang có cho mình hai cái chiếc loa như thế này thì các bạn sẽ có thể ghép nối hai chiếc loa này lại với nhau, và chúng ta sẽ có một cái công suất gấp đôi này, chúng ta sẽ có một cái âm thanh vòm đấy là stereo. Và mình nghĩ rằng là nếu như so sánh như vậy thì nó sẽ hơi thiệt thòi một chút dành cho chiếc loa đến từ nhà Sony, khi mà ở chiếc loa này thì nó sẽ không được trang bị khả năng ghép nối loa. Và chính vì thế nên là bây giờ các bạn sẽ cùng mình nghe qua một cái phần test loa một vài bài hát mà cả hai chiếc loa này thể hiện nhé. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You ain't sure yet. Và vừa rồi là một video so sánh về chiếc loa Sony SRS-XB01 và chiếc loa LG Xboom Go P1. Hai chiếc loa có mức giá rất là rẻ, gọi là mức giá dưới 500.000. Thì không biết là về phía bạn thì các bạn nghĩ sao về hai chiếc loa này? Nếu như là bạn ấy thì bạn sẽ chọn cho mình cái chiếc loa nào, và lý do tại sao bạn chọn cho mình cái chiếc loa đấy? Hãy để cho mình một cái ý kiến ở ngay phía dưới phần comment của video nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây là rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.